Biết các thế giới hóa, cõi hóa, chúng sinh hóa, pháp hóa, chư Phật hóa, tất cả đều số giáo. Biết hết thảy thế giới biến hóa, cõi Phật cũng đang biến hóa, chúng sinh cũng đang biến hóa, các pháp nên biến hóa như vậy. Thần lực biến hóa của chư Phật, tất cả đều đến nơi rốt ráo. Tất cả các thế giới, cõi nhỏ bé, rộng lớn, đủ thứ trang nghiêm lạ, đều do nghiệp khởi lên. Mười phương hết thảy tất cả thế giới, có cõi nhỏ bé, có cõi rộng lớn, đủ thứ trang nghiêm khác nhau, đều do nghiệp của chúng sinh tạo thành. Vô lượng các Phật tử, khéo học vào pháp giới, sức thần thông tự tại, khắp cùng trong mười phương. Có vô lượng vô biên đệ tử Phật, khéo học tập pháp của chư Phật nói, sẽ chứng nhập pháp giới, chứng được trí pháp giới và lý pháp giới, sẽ đắc được sức thần thông tất cả tự tại, đi đến khắp cùng mười phương pháp giới, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, chấm dứt sinh tử. Chúng sinh đồng số kiếp, nói tên thế giới đó cũng không thể hết được, chỉ trừ Phật khai thị. Dùng số chúng sinh đồng với số kiếp, thời gian lâu dài như vậy để nói tên của thế giới cũng không thể nào nói hết được, chỉ trừ Đức Phật khai thị mới biết được số mục chính xác. Thế giới và Như Lai, đủ thứ các danh hiệu, trải qua vô lượng kiếp, nói không thể hết được. Thế giới và Phật có đủ thứ danh hiệu, dù trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài để nói danh hiệu cũng không thể nào nói hết được. Hà huống tối thắng trí, ba đời các Phật Pháp, từ Pháp giới sinh ra, để khắp bậc Như Lai. Hà huống trí huệ tối thủ thắng, pháp môn chư Phật ba đời nói, từ trong pháp giới sinh ra để khắp quả vị Phật chứng được. Niệm thanh tịnh vô ngại, huệ vô biên vô ngại, phân biệt nói pháp giới đến được bờ bên kia. Thanh tịnh chẳng có niệm chướng ngại, trí huệ chẳng có bờ mé và chẳng có chướng ngại, phân biệt nói hết thảy pháp giới rốt ráo đến bờ niết bàn bên kia. Quá khứ các thế giới rộng lớn và nhỏ bé, tu tập trang nghiêm đẹp, một niệm đều biết được. Vốn chẳng có tất cả thế giới quá khứ, cũng chẳng có tất cả thế giới hiện tại, cũng chẳng có tất cả thế giới vị lai. Tất nhiên chẳng có, vậy tại sao nói có thế giới ba đời? Vì chúng sinh có tầm phân biệt, cho nên chẳng có ba đời mà nói ba đời. Thế giới rộng lớn và thế giới nhỏ bé đều do chư Phật Bồ Tát quá khứ tu tập trang nghiêm mà thành tựu, cũng là do vọng tưởng của chúng sinh tích tập mà thành tựu. Bồ Tát trong một niệm đều biết được những nhân duyên đó. Trong đó nhân sư tử, tu đủ thứ hạnh Phật, thành tựu đẳng chánh giác, thị hiện các tự tại. Phật ở trong mỗi thế giới đó, thuở xưa tu tập đủ thứ hạnh môn của Phật, chúng sinh tu tập thành Phật, Phật đến giáo hóa chúng sinh, đối với chúng sinh thị hiện tất cả thần thông tự tại. Như vậy đời vị lai, lần lượt vô lượng kiếp, hết thảy nhân trung tôn, Bồ Tát đều biết được. Như vậy thế giới vị lai, lần lượt trong vô lượng kiếp, hết thảy chư Phật Bồ Tát đều biết được. Tại sao? Vì Bồ Tát có pháp nhãn thanh tịnh, dùng diệu quan sát trí để quan sát, đều biết, đều thấy được. Hết thảy các hạnh nguyện, hết thảy các cảnh giới, như vậy xin tu hành, trong đó thành chánh giác. Hết thảy hạnh môn và thệ nguyện, hết thảy tất cả cảnh giới, như vậy siêng năng tu hành đủ thứ pháp môn, ở trong thế giới đó sẽ thành chánh giác, tức là thành Phật. Cũng biết chúng hội đó thọ mạng hóa chúng sinh, dùng các pháp môn đó vì chúng truyền pháp luân. Cũng biết ở trong chúng hội đạo tràng của Phật có bao nhiêu chúng sinh, trụ thọ mạng ở đời dài bao lâu, giáo hóa chúng sinh bao nhiêu, dùng đủ thứ pháp môn để vì hết thảy chúng sinh truyền bánh xẻ pháp. Bồ Tát biết như vậy, trụ hạnh bậc phổ hiền, trí huệ đều thấu rõ, sinh ra tất cả Phật. Bồ Tát đối với tất cả pháp như đã nói ở trước, biết như vậy, thấy như vậy. Chùa bậc đại hạnh, đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn thấu rõ, trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền hay sinh ra tất cả chư Phật, vì trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền là mẹ của chư Phật. Hiện tại nhiếp thế gian, tất cả các cõi Phật, vào sâu các cõi đó, thông đạt nơi pháp giới. Hiện tại trên thế gian để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước chư Phật, vào sâu tất cả cõi Phật mà thông đạt nơi pháp giới. Trong các thế giới đó, hiện tại tất cả Phật, nơi pháp được tự tại, ngôn luận không chướng ngại. Ở trong tất cả thế giới, hiện tại nói pháp của tất cả chư Phật, đối với Phật Pháp đều đắc được tự tại, có ngôn luận khéo hay vô ngại. Cũng biết chúng hội đó, tịnh độ sức ứng hóa, hết vô lượng ước kiếp, thường suy ngẫm việc đó. Cũng biết đại chúng hải hội, thanh tịnh cõi nước chư Phật, giáo hóa chúng sinh,
ứng hóa sức lực đó cùng tận đến vô lượng ức kiếp, luôn luôn suy ngẫm những việc đó, làm thế nào giáo hóa chúng sinh. Đấng điều ngự thế gian, hết thảy sức oai thần, trí huệ tạng vô tận, tất cả đều biết được. Điều ngự sư là đấng thế xuất thế, còn gọi là Thế Tôn. Hết thảy đại oai thần lực của Thế Tôn, trí huệ tạng chẳng cùng tận, tất cả hết thảy Bồ Tát đều biết rõ ràng. Sinh ra mắt vô ngại, tai mũi thân vô ngại, lưỡi rộng dài vô ngại, hay khiến chúng hoan hỉ. Hay sinh ra mắt chẳng có chướng ngại, lỗ tai chẳng có chướng ngại, mũi và thân chẳng có chướng ngại, lưỡi rộng dài chẳng có chướng ngại, tức cũng là dễ nói Phật Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỉ. Tâm tối thắng vô ngại, khắp thanh tịnh rộng lớn, trí huệ đầy khắp cùng, đều biết pháp ba đời. Sinh ra tâm tối thủ thắng chẳng có chướng ngại, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh rộng lớn cùng khắp, trí huệ quang minh đầy khắp cùng cõi hư không và pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết pháp của chư Phật ba đời nói. Khéo học tất cả hóa, cõi hóa chúng sinh hóa, đời hóa điều phục hóa, chốt giáo hóa bờ kia. Khéo học tất cả Phật Pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh, làm thế nào giáo hóa chúng sinh cõi nước của chư Phật? Dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh thế gian, khiến cho họ được điều phục, chốt giáo sớm lên bờ kia? Thế gian đủ thứ khác đều do có vọng tưởng và Phật trí phương tiện, nơi đó đều thấu rõ. Thế gian có đủ thứ sự phân biệt đều do vọng tưởng mà tồn tại, đắc được phương tiện trí huệ của chư Phật. Đối với đủ thứ nhân duyên đó đều thấu rõ được. Cho nên khi thành Phật đạo đã từng thốt lên: lành thay, lành thay, hết thảy chúng sinh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Do đó có thể thấy vọng tưởng là đá cột chân người tu đạo. Vì lẽ đó mà phải tiêu diệt vọng tưởng. Làm thế nào để tiêu diệt? Phương pháp đó tức là tham thiền. Dùng niệm Phật là ai để khống chế nhiều thứ vọng tưởng, một niệm không sinh thì sẽ khai ngộ. Chúng hội bất khả thuyết, mỗi mỗi vì hiện thân, đều khiến thấy Như Lai độ thoát vô biên chúng. Chúng hội có nhiều bất khả thuyết ở trong mỗi chúng hội. Phật đều hiện thân vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều thấy được Phật độ thoát vô lượng vô biên chúng sinh có duyên. Do đó chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Trí chư Phật thâm sâu như mặt trời nơi đời, trong tất cả cõi nước hiện khắp không ngừng nghỉ. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều có trí huệ bát nhã thâm sâu giống như mặt trời ở trên không. Ánh sáng đó chiếu khắp đại địa, tất cả chúng sinh đều thấy được ánh sáng mặt trời ở trong tất cả cõi nước khắp thị hiện không ngừng nghỉ. Thấu đạt các thế gian giả danh không có thật, chúng sinh và thế giới như mộng như hình bóng. Thấu rõ thông đạt tất cả thế gian đều là giả danh mà thôi, chẳng có chân thật. Chúng sinh và thế giới tựa như mộng, tựa như ánh sáng và hình bóng, đều là hư vọng không thật. Pháp nơi các thế gian, thế chẳng sinh phân biệt, người kéo địa phân biệt cũng chẳng thấy phân biệt. Đối với tất cả pháp thế gian, chẳng sinh trì kiến phân biệt, người kéo địa khỏi sự phân biệt, chẳng những chẳng thấy có sự phân biệt, mà cho đến suy nghĩ cũng không còn, niệm cũng không còn nữa. Vô lượng vô biên kiếp, hiểu rõ tức một niệm, biết niệm cũng vô niệm, thấy thế gian như vậy